chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục về tiếp một cái thùng hàng siêu bự luôn, siêu to khổng lồ luôn. Thì bây giờ các bạn cùng mình mở ra xem coi nó là những cái con gì mà sao nó to dữ vậy nha. Và đây là cái thùng Rubik của ngày hôm nay nè, các bạn thấy không? To ơi là to luôn, to hết luôn cái màn hình luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ khui ra mình review cho các bạn nha. Thì đây á, là thùng Rubik mình mua từ cái shop Little Kubo. Đó. Mình mua cái đợt mà ngay cái đợt upsell á, nó sell rất là rẻ luôn. Thì mình cũng tranh thủ mình mua được vài con. Thì bây giờ mình sẽ khui ra mình review cho các bạn nha. Rồi, bỏ em nó qua một bên. Rồi. Đầu tiên là em Wii 3x3. Đây đó. Rồi, bỏ cái hộp qua một bên. Thì con này các bạn biết rồi á, mình cũng đang mua từ từ á, nhưng mà cái đợt này á, đáng lẽ mình tính mua nhiều rồi đó. Biết sao không? Lúc đó cái shop á đang giảm giá nè, giảm giá cái con này hình như là có mấy ngàn à. Đó, ngay cái hôm giảm giá đó, giảm rất là rẻ luôn, nhưng mà chỉ đặt được có một con một à, chứ không có được đặt số lượng nhiều đó. Thì tội dạ gì mình không mua, thay vì cái giá nó đang là 15.000 phải không, mà đợt mà giảm giá đó có 5.000 à, mình đặt liền luôn đó. Mà theo cái quy định đó là chỉ mua được có một con thôi à, giống như một cái đơn hàng chỉ mua được một con là với cái giá là 5.000 thôi. Đó, nhưng mà mình mua từ cái con thứ hai trở đi á thì nó sẽ trở về cái giá cũ. Đó, nên thôi mình mua một con thôi được rồi, kệ nó cứ mua từ từ vậy đó. Là thế nào nó cũng nhiều lên à, nó cũng sẽ đủ bộ cho mình thôi. Nhưng mà có mấy bạn nói á là mình cũng thắc mắc bây giờ nè. Bây giờ nó có cái logo vậy rồi sao ta? Thí dụ bây giờ mình xếp cái hình mà nó có màu trắng mà mình để vậy cái nó dính vô cái logo thì không biết làm sao nữa. Nhưng mà nói chung ra là tại vì mình thấy cái con này giá nó rẻ quá hợp lý luôn, cho dù nó không có giảm giá đi chăng nữa luôn, với cái giá mà 14-15k đó, nó vừa đẹp mà chơi vừa là ngon nữa, đáng để mua luôn đó các bạn. Rồi tiếp đến là em trái banh. Đây cũng là một cái con giá rẻ nữa, mua tiếp. Thì cái con này á, nó không có gì xa lạ với các bạn, nhưng mà tại vì sao không, hôm bữa có nhỏ cháu á, nó lại nhà chơi á, cái nó thấy nó thích quá cái nó xin mình cho nó rồi đó, bởi vậy không còn nữa. Thì cái cách chơi của con này thì các bạn cũng biết rồi nè, đây cái đường viền màu vàng nè, đường viền màu xanh nè, không đường viền màu tím nè, thì nó có một cái ô trống để cho mình thay đổi nè đó. Đó mình xăm bộ nó đi từ lưa nè, các bạn thấy đúng không đó. Giờ có đầu mình sẽ trả cho nó về đúng cái vị trí nó thôi nè đó. À, xanh qua nè, vàng qua nè, đó cái đường viền này nè, nó đúng với cái trái banh đó, là coi như là nó đúng đó. Khi nào nó về hết luôn nè, các bạn thấy không, màu cam nè, màu đen nè, nó đường viền nè, màu đỏ nè đó. Thì cái này nó không có công thức gì đó, chỉ là dạng mình chơi mình tính toán, nó sẽ chừa cho mình một cái ô trống để mình luân chuyển gì vậy thôi đó. Thì nói chung con này nó cũng chơi cũng vui vui lý thú lắm. Rồi tiếp đến là em của hãng Lan Lan. Đây. Ồ, không có sách hướng dẫn gì hết trơn ta. Đây, con này là con gì nè, Octohagon gì nè. Hình như là mình được biết á là cái loại này nó có hai phiên bản. Một phiên bản á là của Dayan á, là cái trục quay nó khác. Mặc dù nó thiết kế cũng y như vậy luôn nè, nhưng mà cái trục quay của nó đó là nó quay theo kiểu nguyên cái đỉnh đấy nè, nó quay nè, còn cái này quay không được, cái này thì quay ngang đó. Cái này của Lan Lan thì quay ngang vậy nè đó. Còn mà hình như là của Dayan á là cái trục quay nó quay ba cái tầng này nè, 1, 2, 3, 4 viên này nè, đó nè các bạn thấy không, đây một tầng nè, đây một tầng nè, đây một tầng, đó là nó quay vòng tròn vậy nè. Nhưng mà mình tìm cái mẫu của thằng Dayan đó, mình không có thấy cái shop nào bán hết á. Thì các bạn nào mà biết được cái mẫu vậy nào mà của thằng Dayan á, mà cái shop nào bán á, thì các bạn có thể chỉ mình nha. Nếu mà bạn nào có Facebook á, thì có thể inbox Facebook cho mình đó, còn không thì để lại comment cho mình biết cái shop để mình mua cái con đó, mua cho nó thành một cặp luôn, chứ
con này rồi phải mua con kia cho nó đủ bộ. Đó, con này đó thì mình cũng đã có làm một cái video hướng dẫn ở bên cái kênh hướng dẫn của mình rồi đó. Bạn nào mà biết rồi thì thôi, còn bạn nào mà chưa biết có thể qua bên đó coi học cái cách giải của nó. Rồi. Tiếp đến là em châu bò này đây. Đây, em ở đây. Đó. Magic Lock Game. Đó. Đây là một cái con game cũng lý thú lắm nè. Hồi xưa hồi trước năm ngoái mình cũng có một con, mình cũng có một bộ như vậy nè, mà mình chơi mini game, có cái bạn nào bạn chơi mini game bạn thích cái bộ này nè nên bạn đó lấy rồi, thì bây giờ đợt này mình mua lại. Rồi đó, thì cái này đó các bạn cũng để ý rồi nè, đó cái này mình sẽ không có khui ra mình review cho các bạn nữa, thì như hầu như là ai cũng biết là cái này là cái gì rồi đúng không các bạn. Nè, đó nó có cái này nè, đó mình lắc cho nó về đúng cái màu vậy nè, đó rồi đó, thí dụ như vậy phải không, thì hai nó như là cái hộp này nè các bạn thấy không, khi mình lắc vậy thì hai người đó chia ra nè, đó mình mở cái này ra thì nó sẽ thành hai ô, thì mình làm sao á, ai mà làm lẹ nhất á, làm giống y như là cái hình của cái này nè, thì bên đó sẽ thắng cái đó. Đây nó cũng có cái sách hướng dẫn luôn nè, đó thì nói chung ra là mình sẽ không có khu ra mình review cho các bạn, thì cái này các bạn cũng biết quá dầm rồi đó, thì giờ mình sẽ để về luôn đó, y nguyên về luôn đó, review sơ vậy thôi. Rồi mình sẽ đóng hộp vô lại, tại giờ á mình khoái để trong hộp mình trưng cho đẹp, còn mà khui ra tà le luôn là coi như là nó mất đẹp đi rồi, tại vì cái con này thì các bạn cũng đã biết nhiều rồi đúng không. Nè, mở ra cái này cho các bạn nè, đó thì đó cái này nè, đó các bạn thấy đúng không, đó giờ mình để cái này lên đây, mình gắn cái này vô nè, đó giờ mình xé mấy cái bịch này ra nè, đó xanh đỏ tím vàng cho chia ra đều cho hai bên đó. Thì cái cách chơi như vậy thì đa số là nói chung là bạn nào cũng biết cái con này rồi. Nó chẳng qua là mình lạ, tại vì mình đợt trước á mình chơi mini game á mình tặng rồi, mình không còn nữa, bây giờ mình mua lại thôi. Chứ nó cũng không có gì đặc biệt hết. Đó thì mua làm sao mình review vậy cho các bạn thôi nha. Rồi. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ like, đăng ký và chia sẻ video cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Chào tạm biệt.